Rizkypora. Phản ứng bóng của Nguyên Mạnh, đã có pha phạm lỗi của cầu thủ đội bạn. Pha phạm lỗi của Granada, một cầu thủ chơi rất rắn của Indonesia và thường chơi tiểu xảo khu vực giữa sân. Nguyên Mạnh cũng đã phải lãnh một cái cùi chỏi của Granada trong một tình huống bật cao tiểu xảo. Không hiểu vừa rồi là chiếc thẻ phạt gì dành cho Nguyên Mạnh. Nếu lỗi câu giờ thì chỉ là một chiếc thẻ vàng. Như vậy là trọng tài đã rút thẻ đỏ dành cho thủ môn của chúng ta. Rất khó hiểu, chúng tôi vẫn chưa hiểu được tại sao lại diễn ra tình huống vừa rồi. Đó là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Bộn bề những khó khăn thách thức đang đến với đội bóng của chúng ta. Đội tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người. Thật không thể tin nổi với những gì đang diễn ra. Quế Ngọc Hải sẽ bất đắc dĩ trở thành thủ môn. Trong hiệp 1 thì thủ thành Mega cũng đã có một tình huống câu giờ và phải nhận thẻ vàng. Bây giờ thì việc đeo một cái găng tay cũng khó khăn với Quế Ngọc Hải. Một trung vệ đang bất đắc dĩ trở thành thủ môn. Đường truyền của Xuân Trường. Trong khi phía trên những nỗ lực của hàng công không sao chuyển hóa thành bàn thắng thì ở phía dưới những bất lợi liên tục xảy ra với hàng phòng ngự. Chiếc áo của Nguyên Mạnh có vẻ không vừa đối với Quế Ngọc Hải. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Chắc chắn sẽ có thẻ dành cho cầu thủ của Indonesia. Đó là Pranata. Nỗ lực trên hàng công của đội tuyển Việt Nam cho đến lúc này là rất đáng ghi nhận. Thành Lương sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Thành Lương. Đường truyền. Vào! Bàn thắng của Vũ Văn Thanh. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến với chúng ta và chúng ta sẽ còn khoảng 10 phút nữa tính cả thời gian bù giờ để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Đúng ra bàn thắng phải đến sớm hơn.
với những gì chúng ta thể hiện. Chúng ta phải chờ tới phút 83 như thế này. Bàn thắng không đến với một tiền đạo, nó đến với một hậu vệ. Một tình huống đá phạt tạo ra sự bất ngờ của Thành Lương. Cú đá quá tốt của Văn Thành. Bóng đi qua một dừng chân. Đúng là một phương án phối hợp đá phạt khiến hàng phòng ngự của Indonesia hết sức bất ngờ. Không có ai băng ra để ngăn cản cú dứt điểm của Văn Thành. Xuân Trường. Một bàn thắng sẽ mang lại động lực rất lớn cho cao thủ Việt Nam. Thành Lương. Văn Thành vẫn là hậu vệ chơi hay nhất của đội tuyển Việt Nam xuyên suốt từ đầu giải đấu. Văn Thành. Đội tuyển Indonesia sẽ có sự thay đổi cầu thủ tiếp theo. Junham Zamran sẽ là người góp mặt để thay cho Lili Pali. Indonesia đang làm tất cả để bảo vệ tỷ số hiện tại. Văn Thành đường truyền cho Công Vinh. Dứt điểm Thành Lương. Đó là cú dứt điểm của Trọng Hoàng. Những cầu thủ ở tuyến trên của đội tuyển Việt Nam đang làm tất cả những gì có thể để giảm bớt áp lực cho người đang đứng trong khung thành là thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải. Và từ lúc phải đứng trong khung thành thì Quế Ngọc Hải chưa một lần phải bị các cầu thủ Indonesia khiến cho anh phải trổ tài. Thành Lương. Và phối hợp quen thuộc giữa Thành Lương và Văn Thành. Sự tự tin được thể hiện rõ trong những pha phối hợp của cầu thủ Việt Nam, những tình huống vừa rồi sau khi chúng ta có được bàn thắng gỡ hòa. Công Vinh đúng là ngày hôm nay không có cảm giác bóng tốt, thể lực cũng có vẻ như có vấn đề. Xuân Trường dứt điểm từ xa, bóng đã chạm đầu một cầu thủ Indonesia. Rất đáng ghi nhận với tinh thần tuyệt vời của Xuân Trường và đồng đội cho đến lúc này. Vô vàn những thách thức đã chống lại chúng ta, nhưng đội tuyển Việt Nam đang chơi với một tinh thần không bỏ cuộc. Thành Lương. Đường truyền của Thành Lương. Vẫn còn cú đá của Công Phượng. Văn Thành. Đường truyền dài của Xuân Trường. Và chuyền bóng chính xác cho Công Vinh, Công Phượng. Trong khoảng thời gian ít ỏi như thế này thì những pha chuyền dài của Xuân Trường là cách để chúng ta tiếp cận của một đối phương. Thành Lương. Thành Lương. Văn Thành. Nếu như đó là một tình huống mà bóng ở chân trái để Văn Thành có thể đưa đường truyền tới vị trí của Vũ Minh Tuấn thì đã khả thi hơn. Nhưng đó là một đường truyền cận chân của Văn Thành. Đó là một quyết định có thể hiểu được. Trong khung thành là một thủ môn bất đắc dĩ. Và cầu thủ nào cũng sẽ đi tìm vận may trong những cơ hội như vậy. Ngay cả Xuân Trường cũng lùi về rất sâu để chuyền bóng lên. Thành Lương. Công Phượng.
Rất tốt, đường truyền đầy cảm giác của Vũ Văn Thanh. Công Phương, nhà bóng lại tuyến hay. Trọng Hoàng không có một pha xử lý tốt khi mà Công Phượng đã quan sát rất tốt rồi. Tuy nhiên tôi sẽ vẫn thấy tiếc nếu vừa rồi Công Phượng dùng kỹ thuật cá nhân để đột phá thì có thể sẽ mang lại những phương án khả thi hơn. Phút 90 rồi. Chúng ta cần thêm một bàn thắng nữa trong những phút bù giờ để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Quý Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh. Những nỗ lực đáng khen của các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta có được bàn thắng trong thế phải thi đấu thiếu người và vẫn đang tấn công đội tuyển Indonesia không ngừng nghỉ. Thành Lương, 5 phút bù giờ, cú đá của Thành Lương. Mây Gà đã chơi quá tốt. Thành Lương, Văn Thanh, đội bạn áp sát quá nhanh. Trong những hoàn cảnh bế tắc, Công Phượng vẫn chưa có một pha đột phá nào của Công Phượng. Công Phượng, Trọng Hoàng, Minh Tuấn đột phá. Nỗ lực tuyệt vời của các thủ Việt Nam thật không thể tin nổi. Nhưng anh Dũng ạ, đó là sự công bằng của bóng đá. Tôi nghĩ là như vậy. Chính xác là như vậy. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và bây giờ thì đã được đền đáp. Trên lưng của Quế Ngọc Hải là cái tên Nguyên Mạnh và các cầu thủ đang đá với nỗ lực để khỏa lấp vị trí của Nguyên Mạnh. Các cầu thủ đang chơi như có 11 người trên sân. Các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đã khóc rồi. Một khoảnh khắc quá xúc động, quá nhiều cảm xúc. Thực sự là rất khó cầm được nước mắt trong khoảnh khắc như thế này. Rất khó. Có lẽ là những cảm xúc nó rất giống với những bàn thắng của Văn Sĩ Hùng hay bàn thắng của Công Vinh. Công Vinh. Những gì huấn luyện viên Hữu Thắng nói về Vũ Minh Tuấn đã hoàn toàn chính xác. Bản năng sát thủ của Vũ Minh Tuấn đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ ở tình huống này. Ngoặt bóng khéo léo, cú ra chân nhanh như điện. Và càng đó cũng nói hơn khi Vũ Minh Tuấn vừa trải qua nỗi đau gia đình. Vẫn còn hiệp phụ nhưng xin cảm ơn Vũ Minh Tuấn và những nỗ lực tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam đã mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bóng đá. Chúng ta đang chơi với 10 người nhưng tinh thần thi đấu rất cao. Và đúng là không ai nghĩ đội tuyển Việt Nam đang thi đấu với 10 cầu thủ trên sân và với một thủ môn bất đắc dĩ. Benny rất nỗ lực. Đó là tình huống cản phá của Văn Thanh. Chúng ta phải làm mọi cách để khiến cho các thủ Indonesia không có được cơ hội dứt điểm. Tuyệt vời. Tình huống lăn xả của Đình Luật. Thi đấu hơn người và rõ ràng là các cầu thủ Indonesia đúng là đã có những thay đổi về chiến thuật.
Giờ thì thế phòng ngự có lẽ sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Risky Pora, cú dứt điểm. Mỗi một lần đội bạn đá bóng trên khung thành là một lần chúng ta thở phào. Chúng ta phải bịt mọi khoảng trống trước khung thành của Quế Ngọc Hải. Thực tế thì thủ môn số 1 của Indonesia đã chơi rất tập trung. Rất tuyệt vời. Hoàn toàn có thể gọi các cầu thủ áo đỏ đang là những chiến binh ở trên sân. Không có lỗi việt vị. Không có lỗi việt vị. Cũng phải thông cảm cho Quế Ngọc Hải. Anh là một cầu thủ và đang là thủ môn bất đắc dĩ. Và tất nhiên một cầu thủ thì có thói quen chơi bóng bằng chân. Thủ môn bất đắc dĩ Quế Ngọc Hải. Và chân sút bên phía Indonesia, đó là Letusen. Xuân Trường và Công Phượng đã cố gắng để tác động tới Letusen. Letusen và thủ môn bất đắc dĩ của chúng ta. Rất đáng tiếc khi đội bạn đã có bàn thắng. Rất đáng tiếc. Quế Ngô Hải đã kịp với cái chân lại nhưng vẫn không thể cản được cú đá của Letusen. Tỷ số sau 2 lượt trận bây giờ là 2-2. Và hoàn cảnh của chúng ta bây giờ là rất khó khăn khi đội bạn đã có 2 bàn thắng trên sân khách. Nếu đội tuyển Việt Nam ngược dòng vào chung kết thì Quế Ngọc Hải cũng sẽ không có mặt, bởi ở trận đấu trước anh cũng đã phải nhận chiếc thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Stefano Lillipali. Risky Pora. Pha lùi về bọc lót rất tốt của Vũ Minh Tuấn. Lỗi thuộc về cầu thủ của Indonesia, đó là Lesta Luhu. Pha đá phạt của Xuân Trường. Thanh Lương. Thanh Lương. Thời gian vẫn còn đủ để đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo nên điều kỳ diệu nữa, giống như ở thời gian thi đấu chính thức. Thành Lương đang phải đá như một hậu vệ. Vũ Minh Tuấn. Công Vinh, đường chuyền dài cho Công Vinh. Công Vinh. Trọng tài xác định đã có lỗi. Lỗi việt vị của Công Vinh. Thành Lương. Trọng tài đã chính xác khi thổi phạt việt vị với Zamrun.
Thành Lương. Thậm chí là Thành Lương đang chấp nhận chơi thấp hơn để Văn Thanh có thể tham gia nhiều vào những tình huống tấn công. Việc Nguyên Mạnh bị đuổi quá là tai hại. Trọng tài người Trung Quốc vẫn quyết định cho đội tuyển Indonesia được hưởng quả penalty thứ hai trong trận đấu này. Hai trận đấu, bốn quả penalty. Có vẻ như trọng tài biên xác định không có lỗi của đội tuyển Việt Nam. Không có penalty. Trọng Hoàng. Nỗ lực làm tường của Công Phượng, Công Vinh. Đường chuyền của Văn Thanh. Restusen, Rizky Pora, có lẽ là sau khi nỗ lực quá nhiều ở khoảng thời gian cuối hiệp 2 và cả hiệp phụ đầu tiên nữa, lúc này thể lực các cầu thủ Việt Nam đã giảm sút rất nhiều và có nhiều vị trí gần như đã kiệt sức. Cú dứt điểm của Lê Công Huỳnh quá nhẹ. Lê Công Vinh. Xuân Trường, khoảng trống, đó là một pha chọc khe. Một pha chọc khe cho Minh Tuấn chạy chỗ. Nhưng ở tình huống này, số 16 là Arianto đã phán đoán được. Phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Thành Lương. Quý Ngọc Hải cũng đã bỏ khung thành để lên tấn công. Cú dứt điểm từ xa của Trọng Hoàng. Công Phượng rất cố gắng. Trọng Hoàng. Lỗi rồi. Cầu thủ Indonesia đang làm mọi cách để bảo vệ tỷ số này. Một lần nữa Quế Ngọc Hải lại bỏ khung thành. Chúng ta còn rất ít thời gian. Đứng trước bóng là Thành Lương. Trọng Hoàng. Rất khó để đưa bóng vào phía trong. Nhưng nỗ lực này của tiền vệ số 8 đã mang về thêm cho đội tuyển Việt Nam một quả phạt góc. Hàng phòng ngự của Indonesia đã chơi tốt hơn rất nhiều trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Thành Lương. Cơ hội ở đây. Cú đá của Đình Luật. Cơ hội, Vũ Minh Tuấn. Văn Thanh có lẽ đã yếu rồi.